Nắng nóng rất đáng sợ diễn ra tại Âu Châu hiện nay, đặc biệt là các nước như là Đức, Pháp, Anh. Và ngay cả tại Hoa Kỳ của chúng ta thì vào California thì trong cái tuần lễ này quý vị cũng cảm nhận thấy là chúng ta cũng có một cái đợt nó gọi là heat wave, nó rất là nóng. Đặc biệt là vài ngày hôm nay thì quý vị cũng cảm thấy là rất nóng, thậm chí khi chúng ta đã bật cả máy lạnh AC thì cũng vẫn cảm thấy cái khí nóng, cái hơi nóng nó thiêu đốt. Và cái sự việc này nó diễn ra làm sao thưa quý vị, vào ngày hôm nay đấy thưa quý vị, thì nước Pháp đã đặt vào một cái tình trạng báo động vì do cái nhiệt độ nắng nóng kỷ lục là chưa từng có từ trước tới nay. Và người ta cũng dự báo rằng là cái đợt gió nóng này nó có khởi nguồn đến từ sa mạc Sahara ở phía châu. Và nó mang cái khí hậu thời tiết và những cái đợt gió nóng khủng khiếp sang Âu Châu. Và cái nước mà hứng chịu, một trong những quốc gia mà hứng chịu cái đợt nắng nóng này đáng sợ nhất đó là Pháp Quốc. Và cũng theo những cái bản tin chúng tôi được biết thì các cái nhà khí tượng thủy văn thì họ cũng báo cáo và đặt ban hành cái lệnh cảnh báo đặt nửa nước Pháp vô một cái lãnh thổ Pháp, gồm trong đó có cả thủ phủ Paris hoa lệ thưa quý vị, vào cái tình trạng là báo động bởi vì nhiệt độ lên quá cao ngoài kiểm soát. Và cái nhiệt độ nóng cao này dự đoán là nó sẽ vượt qua cái khu vực, quét qua Âu Châu trong tuần này. Cái nhà khí tượng thủy văn của Pháp là Météo France, là cơ quan khí tượng quốc gia, thì họ dự báo rằng là có thể nhiệt độ sẽ tăng lên trên mức là 40 độ C, tức là trên 100 độ trong ngày hôm nay, và trong cái tuần lễ này nó sẽ kéo dài như vậy. Và cái thang cảnh báo hiện nay là nó lên tới mức độ 4 thưa quý vị, là một cái mức độ rất là cao, tức là có khả năng nguy hiểm và đòi hỏi công chúng, người dân là phải hết sức là cẩn trọng. Cùng đó nữa thưa quý vị, thì Anh Quốc cũng là cái quốc gia đã thâu nhận cái ngày hôm qua, ngày thứ Năm, ngày 25 tháng 7 là một trong những cái ngày mà có khí hậu nắng nóng nhất và phá vỡ cái kỷ lục nhiệt độ tại Pháp, Anh và Bỉ cũng như là Đức Quốc thưa quý vị. Phía Anh thì họ cho biết là nhiệt độ nó đã chạm tới cái mức lên tới là 98,4 độ F degree tại cái phi trường Heathrow của London trước 2 giờ chiều ngày hôm qua, ngày thứ Năm giờ địa phương, và làm cho cái ngày hôm qua trở thành cái ngày nóng nhất trong cái tháng 7 vừa rồi của Anh Quốc. Và chúng tôi cũng được biết là về phía của Paris và Pháp Quốc đó, thì ngày hôm qua thứ Năm cũng đã đạt tới cái nhiệt độ là 105 độ vào lúc 1 giờ 36 giờ chiều địa phương. Và theo cơ quan khí tượng học Pháp, họ cũng cho biết như vậy. Thì một trong những cái giới trách là cái vị kiến trúc sư của Pháp Quốc, thì ông có nói về cái vấn đề về thời tiết khí hậu thưa quý vị. Ông có tên gọi là Philippe Villeneuve. Ông nói rằng là cái khí hậu của Pháp và cái nhiệt độ hiện nay nó lên cao như thế này thì nó sẽ ảnh hưởng tới cả những cái kiến trúc. Và đặc biệt quý vị chắc vẫn nhớ cái vụ cháy nhà thờ Đức Bà Paris vào thời gian vừa qua. Và ông nói rằng là cái đợt nắng nóng này, trong khi mà các giới trách Pháp đang tìm cách là xây lại cái kiến trúc cổ đại này á, thì cũng có thể là cái đợt nắng nóng nó sẽ làm ảnh hưởng rất là mạnh mẽ tới cái kế hoạch này của các giới trách Pháp. Và thưa quý vị, cũng xin nhắc lại là hồi năm ngoái thì Anh Quốc cũng đã có hơn 800 người thiệt mạng do một cái đợt nắng nóng hồi năm ngoái. Và vào năm 2003 thì Pháp Quốc cũng đã khiến, tức là không phải riêng nước Pháp mà toàn bộ châu Âu cũng đã có hơn 50.000 người thiệt mạng. Hiện nay trong cái năm nay thì chúng ta chưa ước tính được là sẽ có bao nhiêu người thiệt mạng, nhưng cái đợt nắng nóng năm nay họ cho rằng là nó nguy hiểm hơn cả đợt nắng nóng của năm 2003 và năm ngoái. Vì vậy cho nên có thể là cái con số người thiệt mạng sẽ được báo cáo và có thể là vào cái dịp cuối năm nay thưa quý vị. Thì cái sự việc này nó dẫn tới một cái điều gì? Đó là một cái lo ngại chung của các cái nhà hoạt động về khí hậu, môi trường. Họ lo ngại rằng là đây là một cái ảnh hưởng trực tiếp và nguy hại nhất từ cái vấn đề tình trạng biến đổi khí hậu. Và các nhà khí tượng học họ cũng dự báo là Âu Châu sẽ trải qua một cái đợt nắng nóng kéo rất là dài từ cái mà ảnh hưởng của cái đợt nắng nóng từ phi châu này kéo qua thưa quý vị. Và thì Linh Nga cũng xin nói qua một chút xíu về cái biến đổi khí hậu. Thì cái nguyên nhân chính mà làm biến đổi khí hậu của trái đất của chúng ta đó thưa quý vị, đó là do sự gia tăng các cái hoạt động của con người, của nhân loại chúng ta, tạo nên những cái chất thải của nhà kính. Và các cái hoạt động khai thác thiên nhiên quá mức
khiến cho các cái vấn cái khu vực mà nó hấp thâu cũng như là chứa những cái khí hậu của cái thế giới đó quý vị, như là rừng hay là biển, sinh hệ sinh thái biển nữa, ven bờ và những cái khu vực đất liền khác bị ảnh hưởng vô cùng nặng nề. Và cái sự biến đổi khí hậu này nó đang diễn ra rất nhanh, rất là nguy hại. Và những cái biểu hiện mà rõ rệt nhất mà chúng ta thấy của cái sự nóng lên của trái đất mà quý vị thấy trong những cái năm gần đây như là băng tan, nước biển dâng lên cao rất nhanh ngoài cái sức kiểm soát của con người, những hiện tượng thời tiết bất thường như hiện nay chúng ta thấy tại Âu Châu và cũng như Hoa Kỳ và toàn cầu, nhiệt độ tăng lên ngoài cái sự mà tưởng tượng của con người, những cái cơn bão lũ rồi sóng thần, động đất, hạn hán và những cái trận giá rét kéo dài triền miên. Và cùng với đó thì nó sẽ dẫn tới cái điều gì? Dẫn tới cái việc chúng ta sẽ suy kiệt, thiếu thốn về lương thực thực phẩm. Và xuất hiện hàng loạt những cái dịch bệnh mà sẽ có, trong đó có những dịch bệnh cũ mà con người đã giải quyết được giờ đây tái hiện trở lại. Và những dịch bệnh hoàn toàn mới mẻ sẽ xuất hiện và dẫn tới cái vấn đề nữa. Đây là một vấn đề mà chúng ta không có muốn ai nhắc tới, đó là những vấn đề về tuyệt chủng, về diệt vong. Vì thế cho nên là thưa quý vị, cái đợt nắng nóng này là một trong những cái biểu hiện đầu tiên của biến đổi khí hậu toàn cầu. Thì chúng tôi cũng xin trình bày tới quý vị như vậy.